bài này vậy? Tự nhiên này ta đang buồn trong mở bài này làm ta nhớ con ghệ cũ ta quá. Bữa nay nói nào ngay, có con mẹ kia nó qua nó hỏi đứa cháu ngoại em, cho cháu ngoại nó mà hồi sáng giờ hẹn giờ mà nó tới cái giờ không được tốt, cho nó đứng chợ ngoài, mình đứng ở trong mình rình. Bà mẹ nó, con này ăn thấy ghê luôn, bà già mà ăn thấy bắn sợ. Chú già mà bu quất lần bốn nãy, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thôi được rồi, giờ này tốt rồi, cho mẹ vô đi, chứ không mà đứng xong hồi mẹ ăn hết chuối, mẹ quất luôn con mẹ bán chuối. Vô đi bà già. Tắt nhạc, tắt nhạc. Con mẹ già, tôi kêu bà vô sao bà đưa con lăn vô chơi vậy? Tôi là cha già, lân đâu mà lân. Trời, nhìn tưởng con lân đầu bạc. Anh Sơn kỳ quá, nó nghe này à. Tôi xui gia qua hỏi cưới anh. Ê quên, hỏi cưới cháu gái của ông cho thằng cháu ngoại trai của tôi. Ông thấy sao? Nhìn đi. Nhìn, trời ơi, bàn tay ốm nhách. Nhìn thấy cái tay ông ốm hẳn chừng gà nướng. Bàn tay này quen lắm, vui lòng quay mặt lại giờ một xíu được không? Đó. Già thì già, chứ già nó có cái duyên già đó. Đi ra đường gái nó còn muốn đĩa. Thôi được rồi, tiếc chi một chút nhan sắc, nhìn đi em. Trời, sao quen quá vậy ta? Cái mặt này quen quá trời ông ơi. Quảng cáo trên tivi hoài vậy. Quảng cáo gì? Sữa dưỡng da. Không phải, cái mặt ông quen là không phải quảng cáo sữa, mà tại tôi tới mấy cái cột điện tôi đứng đó, tôi thấy có cái bảng nguy hiểm chết người á. Có cái đầu lâu, hai cái tay ngoéo ngang, ông để hai cái tay chéo lên coi, y hệt. Trời ơi, giống quá ông trời ơi. Con phan cho bạn gãy giờ. Cái đó nó có cái xương sọ không, còn tôi có miếng da đắp vô mà. Ông ơi, nãy giờ tôi thấy ông quen á, là tại vì ông có phải là tư nhái không? Giờ già thành ếch rồi được không? Ông làm ơn ông quay lại ông nhìn tôi cái coi. Cái này là bà năn nỉ tôi chứ cỡ bà không có cửa cho tôi đâu hả bà. Đây là bà năn nỉ tôi thôi. Nhìn bà chắc ói chết à. Bà có phải là bãi sữa không? Giờ hết sữa rồi. Nhìn quéo vậy là biết rồi. Tình yêu của tôi đây sao? Tình yêu của tôi đây sao? Sữa. Nhai. Tê 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 tê. Trời ơi, già rồi mà còn tê chứ rẹt. Bởi vậy già mà nhí nhảnh chi ông ơi. Còn mấy cái xương nó gãy hết bây giờ. Ông ơi, nói nghe nè. Ngày xưa tôi với ông á, yêu nhau, lấy nhau không đặng. Thôi giờ mình có duyên à, xui gia. Tôi qua tôi hỏi cưới à. Vậy thôi chỗ ông đàn gái tính mỏng mỏng ông hen, cho thằng cháu trai tôi. Yên tâm đi. Tôi quan trọng là cái lễ thôi. Chứ còn đãi đàn không quan trọng. Bây giờ cái lễ tôi tính vậy. Tính đi. Bà tìm cho tôi 18 thằng thanh niên độc thân chưa vợ. Để nó bưng mâm á. Mà đặc biệt 18 thằng thanh niên này phải còn trinh mới được nha. 18 thằng tôi kiếm được, còn cái vụ nó còn riêng đi. Thời buổi này khó nghe. Ở dưới đây tôi thấy không được nào đó. Bộ rảnh sao đi rình từng thằng, biết nào riêng nào không riêng. Trời ơi, 3 ngày nó luộc con ra rồi, kiếm thằng không ra nó quất 18 thằng. Trời ơi, còn anh đó cười quá chắc còn á. Anh Ken à, hỏi chị kế bên coi thấy nghi quá, mặt gian quá. Nói nghe nè, tôi cũng ráng chịu khó, tôi đi kiếm 18 thằng nó về cho ông. Mà 18 thằng nó bưng mâm quả gì, ông phải nói ở trọng cái gì để tôi biết đường tôi mua. 18 thằng bưng 18 mâm trầu cao, mà đặc biệt mỗi buồng cao phải 200 trái. Cao nào mà 200 trái? Cao ghép. Bà nội ông rảnh ghép cho ông à. Trời ơi, cao mà ông làm như nho vậy trời. Cao
sao mà ghép 200 trái riết quá đáng, bực bội à. Ê con mẹ già. Gì? Tôi già rồi, hai cái chân này đi không nổi, tôi sống nhờ cái chân giữa nè bà. Sao bà chặt chân tôi là sao? Nói nghe thấy ghét hả? Nghĩ sao hả? Cao nào đâu mà kiếm ra được buồn 200 trái. Mua một dĩa mình cúng ông bà tổ tiên. Còn bao nhiêu á mình cho sắp nhỏ nó mua vài cái phong kẹo xin gum hay hộp dưa nó nhai chốt chét cho vui ngày rước dâu được không? Không được. Phải chi mà cái mặt ông giận lên mà ông đẹp cỡ mà Lam Trường thì hãy giận. Cái mặt giận lên nó xấu mà thuộc dạng xấu đều á. Cái sắc đẹp của ông theo cái từ mà từ dân gian người ta gọi là sắc đẹp sỉ nhục người nhìn. Tôi phóng vô mà cái gậy mà chết giờ. Xấu mà thấy ghét chứ mai làm gì ghét hết á. Trời ơi giận chi cái mặt xấu quắc à. Ai mà chơi bài cào đặt cái mặt ông vô cái là bù liền á. Xì dách là quắc. Tiến lên thúi ba con hẻo luôn. Binh sập xám, mẫu sầu, mẫu dĩ. Xấu nói quá. Luôn đi. Anh sanh kỳ quá bây giờ nói nghe nè. Cái gì cũng phải từ từ đúng không? Chịu không? Y vậy hen. Kệ giận chịu khó mỹ nhân kế. Cái gốm tướng bà có cửa cho tôi không mà mỹ nhân kế. Bà mẹ nó không lẽ tôi rung động cuối đời. Con này nó rờ vô đâu tê đó ông nào ơi. Nói nghe, ông sao ông khó quá, giờ đãi đằng sau nè, quan trọng là cái mình đãi sao đây nè. Hồi nãy là tính đãi nhẹ nhẹ thôi, giờ nó sốc mình đãi cho nó biết mặt mỗi ngày giật ba con trâu. Mà giật đủ 90 ngày vậy, đãi 90 ngày mỗi ngày giật ba con trâu vậy thôi. Đãi đám ma không hả? Trời đất ơi, ăn đi chết thay gì mà kêu giật một ngày ba con trâu, ăn nguyên cái xã mình không hết nữa. Cái gì nó quá đáng không? Từ từ, ông xong quá, đãi chừng 5-70 bàn thôi, còn như cho vốn người sắp nhỏ nó làm ăn được không, hay đổ nợ he. Dẹp! Không có thì đi về. Nãy giờ xuống nước dữ quá, ỷ nhà gái ép nhà trai. Thôi tôi xuống nước dữ quá thôi, anh thôi, anh không suy lị nghĩ tình xưa nghĩa cũ thôi, xin lỗi anh. Bên đây cũng không vừa gì nha. Nịnh vụ cũng có cửa, có hạn thôi chứ quá đâu chịu được. Xin lỗi anh à. Dè yeah. Dè yeah, khó chịu thì ghét. Sữa. Sữa. Trời, Trời ơi ở phía quay mà bà thắng kiểu nói... này. Ở phía quay mà bà thắng kiểu này xe nó đụng chục chiếc có đó. Mẹ thắng gấp thế ớ. Đi đi xong thắng nè. Về kêu tôi về. Anh nói em nghe nè. Trời ơi già, bà đặt kêu anh em nghe nổi ốc vậy hà. Nói cho em nghe. Không phải là định dụ chị. Nhìn lại mình đi cưng. Bích cửa rồi cưng. Bà mẹ nó già mà còn gió dữ ta. Cỡ này nguyên cái nhà còn bích cho cái cửa ăn thua gì. Tại ông nói chuyện nghe thấy ghét hà. Ông nghĩ làm sao vậy hả? Ông nói phải nói cho đặng. Tôi với ông tình nghĩa mấy chục năm gặp lại. Nghĩ làm sao ông quất cái đám cưới vậy? Ông nhớ ngày xưa cha của tôi cũng đòi hỏi khó như vậy mà tôi với ông mới không lấy được nhau. Bây giờ ông đòi làm chi vậy cho khó khăn vậy? Tại bao lâu nay bà trách tôi, tại sao tôi bỏ bà tôi đi. Bà đâu có biết ngày xưa cha bà cũng thách cưới tôi cao quá. Tôi lúc đó tôi là học sinh, tiền đâu tôi đi cưới bà. Bữa nay tôi làm lại này là để cho bà nhớ, bà khỏi trách tôi thôi. Chứ I love you baby. Vậy phải đặng không? Bây giờ đám cưới ông tính sao? Bà muốn tính sao tính, miễn sao á. Tôi gả bà cứ qua hỏi cưới cái con cháu ngoại nuôi của tôi một cái cho rồi. Hả? Nói vậy cháu của ông là hàng nuôi thôi sao? Hàng nuôi thôi. Hàng ký gửi chứ không phải tự mình sản xuất sao? Hàng ký gửi. Nói vậy mấy chục năm nay chưa có ai vớt, mà cũng chưa có vớt con bánh bèo nào sao? Không có con bánh bèo nào dám vớt một con nhái như tôi đâu bà. Ôi tôi cảm ơn ông, mấy chục năm nay ông đã ở dậy đợi tôi. Ông ơi, vậy tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng cưới cháu ngoại nuôi của ông.
cho thằng cháu ngoại nuôi của tôi. Nói vậy bà cũng hàng nuôi luôn hả? Trời, bà tây ghê ta. Nói vậy là bà vẫn còn nguyên thủy sao? Hàng chưa đập thùng đó cha. Cũng hên là thằng nào nó đập, không biết không, không biết là ở trong thùng có cái gì không nè. Trời ơi, sốc hoài vậy. Sì á. Bảo hành 80 năm còn cứng ngắc. Sì á. Nhai. Sì á. Nhai. Cái đầu của bà đâu? Đây đây à. Bà cái gì vậy? Mấy chục năm không có vuốt được cái đầu tóc. Tôi vô để ra rồ men tịch là tôi vuốt cái đầu tóc bà đưa cái mông không? Bây giờ bà, bây giờ bà già rồi, con mắt bà yếu rồi, bà canh cái tạ độ không được, bà để tôi canh cho. Thì ông đứng im để đừng có nhúc nhích mà tao nói. Bà ông... nhúc nhích chứ tôi có nhúc đâu. Đâu có, già nó tự rung vậy đó. Tôi thì nó nằm im lâu rồi. Rồi. Đây nè. Ừ. Bà canh nè. Sao? Của mẹ này bình thường thước rưỡi, queo xuống còn chín tấc. Rồi nè, kêu đúng đây. Đúng độ chưa? Kêu đây. Sắp lá cà cái quất liền ăn. Kêu, kêu đây, kêu đi. Nhai. Chưa. Nhai. Trời ơi, nó chơi cục tượt vậy trời. Thảo dẹp đi, mắt hứng rồi. Già rồi lâu lâu nó hứng lần thôi chứ. Thảo dẹp à. Thôi ông ơi, già cả rồi ôm ấp gì nữa. Mấy chục năm rồi tôi với ông gặp lại, tôi muốn nghe những lời nói trong lòng của ông. Tôi nhớ bà lắm. Tôi nhớ từng kỷ niệm lẫn bà. Ông nhớ cái cầu ngày xưa không? Nhớ chứ. Tôi đúng giờ hay ăn là ngày nào tôi cũng ngồi đó tôi đợi ông. Cảm ơn bà. Bất kể mưa gió cỡ nào tôi cũng đợi ông à. Tôi cảm ơn bà nhiều. Xét đánh đùng đùng tôi vẫn đợi ông mà. Bà mẹ nó xét đánh ở đâu mà ngộp thế ơn. Trời ơi, cha nội đang xúc động cho quốc ăn câu à. Trời ơi, tại sao bao nhiêu chỗ thoáng không trốn chen vô ba cái chỗ ngộp trốn chi vậy cha? Thầy chấm tử vi cho tôi rồi. Số tôi không có cửa ở mặt tiền. Số tôi ở đường hẻm thôi mà. Mà không chừng nhiều khi đường hẻm nó còn áp phê hơn mặt tiền á. Quỷ à, ông này. Già mà cũng còn quyến rũ quá. Nói cho bà nghe. Sao? Tôi nói thiệt với bà, tôi đi tìm bà lâu lắm rồi, mà mấy chục năm nay tôi mới gặp lại bà. Tụi mình không có duyên làm vợ chồng á, thì có duyên làm xu gia. Ừ vậy ông nha. Thôi thì tất cả mình lo cho sắp nhỏ. Ừ. Bây giờ gặp bà lợi rồi. Ừ. Tôi muốn hát lại bài hát ngày xưa khi tôi đi tìm bà. Bà cho tôi hát cho hoàn thành ước nguyện của tôi nghe bà. Tôi cảm ơn ông. Ông hát cho tôi nghe đi. Tôi sẽ hát đấy. Mù xích. Ừ ông. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường ta về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta nói lời tình cố nhân. Em sẽ về bên anh, ta nói lại tình cố nhân. Ta sẽ về bên nhau để nói lại tình cố nhân. Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Không biết quý vị vỗ cho ai nhưng em vẫn cảm ơn quý vị. Dạ. Dạ, em xin kính chào toàn thể các anh các chị. Chào quý vị từ thành thị đến công ty, chào từ công ty, chào qua từng đợt. Xin đừng đụng cờ khách để tôi chào. Đừng chào ào ào, ta nói mình nịnh muốn chào cho xịn. Phải chào toàn bộ khán giả có mặt ngày hôm nay. Dạ. Trời ơi, ta nói á,
không biết làm sao á nha. Cái số của em nó làm sao đâu á. Em nói thiệt, hồi nãy á, trên đường đi tới đây để gặp quý vị á, xong em gặp quỷ kia nó chặn em lại, nó nói anh đứng lại. Ôi trời đất ơi, tự nhiên không quen biết nhau, đứng lại làm gì, đứng lại, anh yêu em. Trời đất ơi, không quen biết tự nhiên yêu ngang xương. Mùa Covid đeo khẩu trang còn không xong ở đâu yêu ông nội, yêu rồi làm sao hung. Cái này, không, anh nói thật, anh xin thề. Nói, thôi tôi nhìn cái bản mặt của ông là tôi biết ông nói láo. Ông nói không, anh xin thề, anh mà có nói láo cho hai đầu gối nó bằng nhau. Trời ơi, anh nói dối cho hai đầu gối nó bằng nhau, thấy ghê không? Thề xong em muốn mượn súng em bắn cho nó so le cho rầu luôn á. Thôi, anh nói không sao. Trong cái xuôi nó có cái hên. Hồi nào tới giờ không có chơi vé số, tự nhiên ngày hôm nay đánh số trúng, trời ơi, trúng một tiền mà coi như em không dám đếm tới con số luôn á. Rồi xong á em mới đổi ra bạc cắt, bây giờ em chở một đống xe truck luôn, gọi là xe tải đó. Mấy chục chiếc xe tải luôn, coi như là mấy trăm bao tiền cắt luôn, để chi? Vô đây tặng cho quý vị mỗi người bao xài chơi. Chờ em trước nghe, nghe em đi lấy em tặng cho quý vị liền nhé. Hỏi má đỏ hồng hồng dần dần cho anh hỏi. Hỏi giống gì? Em có chồng hay chưa? Có chồng hay chưa kể cha ta hỏi chi? Ủa mà thằng nào nó rảnh vậy? Ủa sao thấy nghe giọng hát mà không có thấy nó xuất hiện? Ở đâu vậy ta? Sao nó vọng vọng về giống như cu hồn cắt đảng vậy? Ở đâu vậy ta? Hả? Ở đâu mà? Trời ơi, em nói thiệt với quý vị á, em định đi lấy tiền em tặng quý vị, nhưng mà nghe thằng quỷ này nó hò nổi điên quá. Quý vị cho em xin khoảng vài giây thôi, em hò, em đối đáp lại với thằng này để cho nó biết rằng em cũng biết hò. Em hò xong rồi nó hò với em luôn ha. Dạ anh hỏi thì em xin thưa. Dạ con thì một đống mà chưa có chồng. Thằng quỷ. Ủa mà thằng nào nó chọc ghẹo tôi rồi sao nó hò nó không xuất hiện vậy ta? Anh trai. Anh là thằng nào mà trời ơi đi đâu đầu sao không xuất hiện? Cho ra mới ra chứ. Bây giờ một ông còn dám ông tôi chọc ghẹo tôi, giờ ông nói cho ra mới ra chứ. Ông làm như ông sợ tôi lắm hả? Bây giờ một là ra, hai là vừa ra mà vừa kiếm đồ cầm máu cái mỏ, thì thích cái nào? Sao liền đây? Ông quá hả? Trời. Sao mà ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Tại vì anh yêu em. Hả? Trời đất ơi, thằng này không lẽ cái thằng đồng bọn của thằng hồi nãy ta? Hồi nãy em cũng bị cái thằng kia nó chạy đi căng bên lề đường, rồi thằng này nó đón em ở sau cuối đường. Trời đất ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe, tôi không có yêu anh đùa. Sao vậy em? Lại vì tôi là gái đã có bồ. Gái có bồ như hoa có chậu. Anh đây thâm hậu đặt chậu cướp hoa. Trời đất ơi, cái này nhầm ông cướp rồi. Trời ơi, nó yêu không được, nó đặt chậu, nó cướp hoa luôn. Trời ơi, tan bành luôn rồi. Gái nhà ai mà ông này để ý là coi như xui xẻo luôn á. Trời ơi, tôi gặp ngay kẻ ăn cướp rồi. Trời ơi, tôi gặp ngay kẻ đa tình rồi. Phải, anh là kẻ đa tình. Nhưng mà tôi sợ mấy người đa tình lắm. Ủa sao vậy em? Tại ta nói vậy nè, ta nói đa tình từ từ đu dây điện. Điện giật tê tê chứ từ từ. Cho nên tôi sợ chết lắm. Phải rồi, làm sao em chết được? Sao vậy? Ngoài kia bao nhiêu cô gái đang muốn chết gì anh? Trời ơi, mấy nhỏ đó nó khôn ghê. Sao vậy em? Là nó sẵn sàng chết còn không nó lấy ông đó ông nội. Wow. Anh chưa hiểu. Hồi đó ý là tôi nói sao ông tự tin quá. Phải, anh rất tự tin. Sao vậy? Hả? Sao? Ngồi buồn chẳng có một ai. Soi gương mới biết mình đẹp trai vô cùng. Đẹp trai nhưng lại bị khùng. Bị khùng cho nên ông mới biết ông vô cùng đẹp trai. Ôi đất ơi, ông không khùng, ông cũng mental, ông cũng lãnh mấy trăm tháng đúng không? Trời ơi, thời buổi này sau Covid còn Covid ai cũng không đi kiếm việc làm, có một mình ổng. Cái ổng vô phòng, cái ổng đóng lại, ổng coi gương, ổng nói ông đẹp trai vô cùng. Trời ơi, này chắc chính phủ cho ăn 850 nè. Trời ơi, cái bệnh nặng hơn ta đó, hiểu chưa? Trời ơi, ông khùng quá ông ơi. Nó có đâu, anh khùng lắm mà. Khùng lắm mà. Ừ. Vậy nào tới giờ anh có mượn tiền vàng bạc của ai mà ta cho anh luôn, ta không có thèm lấy không? Chuyện đó thì chưa. Trời ơi, vậy mà khôn. Đây nè, anh nghe tôi nè. Giày mới khôn nè, bà con chỉ tôi mới nhớ nghe tôi chỉ nè. Giày mới khôn nè.
chim khôn hót tiếng nhẹ nhàng. À, thằng nào khôn mà hỏi mượn được vàng, thằng đó mới khôn. Đúng không quý vị? À, trời ơi, nhìn cái bản thân như quỷ là khôn. Ông khờ thì có. Phải rồi. Dạ. Bà có ở đây á, kêu anh bằng hai lúa không à? À, hai lúa tức là giống như là chân chất thiệt thà chất phát, giống như bên Việt Nam miền Tây rồi đó đúng không? Đúng rồi. Không dám đâu, nhìn cái bản mặt ông là lầm chết á. Ủa là sao? Ông có biết ông là cái loại người gì không? Ủa là sao, nói thử nghe coi. Trước mắt tôi anh là người hai lúa. Đúng rồi. Mà sau lưng tôi anh là chúa giang hồ. Mày biết tâm thê chém mướn, mày đặt sậu sạo trá hình mặc đồ vét. Làm như mặc đồ vét đàng hoàng, ta không tin ông nữa. Không có đâu em ơi, anh hiền lắm. Anh hiền lắm hả? Ừ. Sao? Từ nào tới bây giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, dù chỉ một cành hoa. Trời ơi, không bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Đúng rồi. Mà tặng phụ nữ cái khăn mùi so, thêm nguyên cục gạch để chọi cho lỗ đầu phụ nữ. Sao em nói chuyện kỳ vậy? Sao không nói được? Trời ơi, tôi nói sợ anh quá rồi, tôi nói thiệt với anh rồi. Mà còn quý vị, tôi nói thiệt với anh là tôi sợ anh quá rồi. Tôi nói thiệt, anh đi đâu anh cũng đi theo. Tôi ở Việt Nam, anh cũng ở Việt Nam. Tôi qua Mỹ, anh cũng theo. Bây giờ tôi ở đây, anh cũng đi theo. Bây giờ tôi nói thiệt với anh, ông lẽ bây giờ năm nào cô hồn các đảng tôi cũng cúng đầy đủ cho anh ăn. Muốn gà có gà, muốn vịt có vịt, muốn cái giống gì tôi cũng cho anh ăn hết. Mà tại sao anh cứ đu theo tôi ngoài kia bao nhiêu đứa con gái, sao anh không theo? Nên cứ theo tôi hoài vậy quý vị ơi, làm ơn nói với này nó buông tay, em còn đi lấy chồng chứ. Ông lẽ bây giờ nói thiệt, bây giờ em lại em nói đi, bây giờ anh quỳ xuống anh muốn ăn cái gì tôi lại tôi đưa bằng bạc thọ. Em càng chửi anh càng yêu. Trời ơi, lần này nó lì dữ vậy ta. Tại vì cuộc đời của em không có anh thì cuộc đời của em không có nắng. Trời ơi, đúng này mắt em nhớ. Cuộc đời của tôi nè, không có anh thì đời tôi không có nắng. Đúng rồi. Mà có anh rồi nắng chết mẹ tôi luôn. Sao em chửi anh hoài vậy? Sao không chửi anh, nghe người ta thường nói hả? Nói vậy lời chửi không mắc tiền mua lựa lời, mà chửi cho chùa mặt đau đã, chửi là phải chửi cho thiệt đau, chửi mà hiền quá ông đâu có chùa. Thôi đừng có chửi nữa. Trời ơi, nó lâu gặp nó chuyện gì cho vui đây, đừng có chửi nữa. Theo ông ám tôi hoài làm sao mà tôi không ấy được, tôi bực mình lắm. Bây giờ tôi nói nghe nè, tại sao mà anh đi theo tôi anh chọc ghẹo mà anh cứ bị tôi nói này nói nọ nói nặng nói nhẹ mà tôi không có tin vào tình yêu của anh không? Sao vậy? Là tại vì mấy thường thường mấy thằng đẹp trai nó ưa nói xạo lắm, mà nó nói dốc nữa. Có đâu. Mà nhất là mấy cái đầu mà quăng quăng là nó dốc dữ lắm. Không phải đâu. Quăng mà quăng tự nhiên thì ít, nhưng mà quăng mà tự đi uống đó. Không phải đâu. Nó không có tự nhiên đó là ưa bị lắm. Thôi mà, tội nghiệp người ta. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Hả? Sao? Bây giờ anh làm khác mấy thằng kia đi. Khác là sao? Tức là mấy kia nó ưa tán tỉnh giống như anh á, tán tỉnh cho nên nó vô mỗi lỗ tai tôi. À. Bây giờ anh làm gì lạ hơn? Lạ hơn? Tôi nghe nói là anh biết sáng tác được nữa, đúng không? Ồ, mà đúng thường rồi. Thường người ta yêu thật tình thì người tự động cái là nó xuất khẩu thành thơ à. Vậy hả? Anh sáng tác một bài tặng tôi đi. Đó. Anh hát cái gì cũng được hết trơn á. Nhạc cũng được, giọng cổ cũng được. Đó. À. Miễn là xuất phát từ trái tim anh, từ tấm lòng của anh. Đúng không? Anh hát sao mà tôi xúc động. Ở dưới khán giả vỗ tay hết cái tôi lấy anh. Khán giả không vỗ tay, anh bán nhà anh trả cho khán giả. Anh chơi không? Ôi trời ơi. Căng dữ nha. Căng mới chơi chứ dùng chơi làm chi. Nhưng mà chơi chơi à. Ừ, con gan nha. Ừ. Rồi ăn cái giống gì mà em thách cỡ đó. Nghe thể lệ kỹ nha. À. Quý vị ơi, ảnh sẽ sáng tác một bài. Ừ. Nói về tình yêu với em, có tên em, có số phận gì em đó. Mà nếu quý vị xúc động, quý vị vỗ tay thì em lấy ổng. Ừ. Quý vị không vỗ tay, nó bán nhà, nó trả tiền cho quý vị. Thì chơi phải không? Chơi cái này cái nó ben Rossi luôn. Bây giờ mình tạo nhân vật đi. Tạo tên nhân vật luôn đi. Tên nhân vật. Tôi ngày xưa tôi tên Lụa. Lụa? Đúng rồi. Lụa hả? Ừ. Bây giờ không ấy, em nhớ coi. À. Tên Lài đi. Văn cho nó hay. Lụa Lài gì cũng được. Lụa Lài. Lụa Lài, Lài Lụa gì cũng được. Nói chung là tên gì cho nó ấn tượng chút đi. Cho miền quê sông nước rồi ha. Rồi. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 vô ha. Đúng rồi, đếm 1, 2, 3 đi. Ông sáng tác được chưa? Được rồi, sẵn sàng rồi. Trong đầu ông có chữ nào chưa? Có rồi, nhóc luôn. Ông hát luôn. Trời ơi, suy nghĩ kỹ nha. Kỹ rồi, một đống rồi, đừng có lo. Hát, khán giả vỗ tay, tôi lấy ông. Ừ. Khán giả không vỗ bán nhà trả người ta. Ê, khoan. Gì? Mô Phật. Gì ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Khán giả phù hộ cho con. Trời ơi. Quên. Phù hộ chứ không phải ủng hộ. Ủng hộ có phù hộ gì trời. Ủng hộ trời. Khán giả đầu phù hộ, khán giả đánh đồng phù mỏ chứ. Quên. Đánh đồng phù thủng luôn á. Nghĩ sao mà nói khán giả phù hộ cho con. Chuẩn bị được vậy rồi. Nôn quá à. Bây giờ vô phải không? Rồi đếm 1, 2, 3 đi. Giờ nói là 1, 2, 3 ha. Ừ. Có văn chưa? Rồi. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Hát cho phải cầu thủ là thiết kế vậy. Nóng trời ơi. Trời đất ơi, từ từ.
chuẩn bị rồi đó. Rồi. Dạ sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên. Ông sẽ sáng tác một bài có liên quan tới cuộc đời của em. Quý vị xúc động, quý vị vỗ tay. Em lấy ổng, quý vị không xúc động không vỗ tay. Bác nhà trả cho quý vị. Dạ bây giờ nhạc phẩm xin được phép bắt đầu. Một, hai, ba, vô. Lại ơi sao em vội bỏ ra đi khi lòng anh còn yêu em da gì. Nhớ những ngày hai đứa sánh bước bên nhau, thề cầu chung thủy yêu mãi. Mình em yêu mãi mình, anh muôn đời không thay đổi dù bão tố. Hát nên bị lọt lộn phía sau làm gì. Sống ta vẫn bên nhau, dù nghèo cũng chịu anh ăn gì. Em ăn nay mãi ấm tình quê, bên đàn con nhỏ trai gái cùng kêu cha ơi mẹ ơi. Vui đùa bên đồng ruộng anh nhổ mà sâu, còn em thì lo cây cây lúa đồng quê nắng đẹp duyên mình. Thấy chưa, vỗ tay hết luôn. Chuẩn bị được giả rồi, chuẩn bị được giả rồi. Từ từ đi, công nhận thiệt á. Em hận khán giả ghê á. Trời ơi, tôi chưa về hết binh, ông này dễ sợ luôn á. Hận khán giả ngồi trước luôn á. Hận, nhưng mà thì nó nghe. Người tính ông bằng trời tính đâu. Là sao? Mà còn một người thôi mà tính cái này cũng người thường thôi mà họ tính cái đó ngon lành liền à. Ai cũng vỗ hết trơn á. Trời, không biết ông kia tự nhiên ngứa mũi sao không đụt vô mấy mấy ông gãi mũi ông không có vỗ. Trời. Anh không tin anh coi lại đi camera. Trời ơi. Anh nào vậy? Trời ơi anh ơi, cảm ơn cái lỗ mũi của anh. Trời đất anh ngứa ơi. Đúng lúc quá. Trời ơi. Anh ngứa đúng lúc anh cứu đời em anh ơi. Yên tâm đi, em sẽ mua 5 thùng rửa mũi em rửa cho anh đỡ ngứa. Trời đất ơi, cua nghệ cực muốn chết luôn à. Cảm ơn cái lỗ mũi anh ngứa đúng lúc nha anh. Rồi bây giờ làm sao? Nhẹ, thì tại số phận thôi. Đó, bây giờ về nè. Sao? Khán giả thương ông quá ha. Chứ sao? Ông hát thì tài rần rần ha. Chứ sao? Giờ dám chơi vậy không? Nói thử nghe coi. Bây giờ hát không có tập vật trước. Tôi đưa ra cái nội dung. Ừ. Khán giả muốn gì mình hát cái đó. Ừ. Mà tôi hát cái gì ông hát lại cái đó, miễn phải vô nội dung đàng hoàng, ông dám chơi không? Chơi à. Trời ơi, nó ăn mặc gì vậy ta? Không biết, rủ chơi à. Nhớ nha. À. Và bây giờ, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Mạnh Động Ống Hát, Mạnh Em Em Ca, miễn vô thì thôi, vô. À, nhớ rồi, Lan em. Trời ơi, Lan hồi nào, tôi tên quanh mà Lan vậy. Em tên Lan mà. Trời đất ơi, muốn hát gì hát là đổi tên luôn. Lan. Trời ơi, thời buổi ta đi kiếm việc làm ta chạy còn không có. Nó đi như kiểu này bởi vậy hôm lét là đúng rồi. Từng bước đi tìm Lan có hay. Rồi con Lan nó đi vũ trường mới nhảy đầm lớn. Ngờ gặp Lan tại chỗ này. Mừng quá Lan ơi. Cánh hoa tan nát vì giông tố, sẽ tan qua sầu thương, nói chi lời nhớ thương. Trời đã vô tình chi lứa đôi. Lứa đôi chỉ khi đổ lứa mầm ban đầu. Quậy nè, chỉ cả luôn. Còn đâu nữa, cánh quá quậy à. Trời ơi em thấy nó quậy em giỡn vui gì vui chút. Nó quánh em mai là đồ thiệt đồ giả nó xịt nước mà trời ơi. Không cho đời mẹ giặt nát mà những lời hối hận nói bự quá mà đêm đã trong mong quên tình bối nghĩa làm khổ chu Lan phải quạt ngao đâu. Sông trời ơi chứ mặt đồ gì mà nâu sòng cái gì cho nội. Nhìn Lan Quy mà anh tan nát trong lòng. Kệ anh chớ. Trời ơi, giây phút men say cả đời âm hận. Làm khổ bạn chung tình tan nát một đời qua. Mỗi sớm chuông chiều vọng lại xa xa. Hàng điệp gian sông cũng u buồn sôi mặt nước.
con đường làng giờ cũng buồn thiếu vì vắng bóng Lan không về quê cũ. Lan ơi em đừng khóc nữa, em khóc cái mỏ em dài xấu lắm Lan ơi. Trời ơi có ai khóc cái mỏ đẹp không? Về với anh đi em. Sao dám về? Sao vậy Lan? Mỗi lần về đè mày mượn tiền hoài ai dám về. Hết hồn cái gì á, anh nghĩ mượn tiền rồi. Vậy giờ ông mượn cho cái giống gì? Lan. Thôi em không Lan. Đúng rồi, Lan bây giờ nó bán cái chùa, nó kinh doanh hai cái vũ trường rồi. Trời ơi. Bao tiếng yêu xưa nay vui chung, nơi bên sông xưa Lan đã quên. Còn đây tiếng chuông dài nước mắt. Xin hỏi về đi, thương tiếc làm chi? Lan ơi em ơi mau về đi. Không về đâu. Lan chớ đi đàn chia ly. Những lỗi lầm qua là dấu bê. Nước mắt đi Lan thành sóng dài. Chiều xuống bên hàng tre gió đưa, sao kêu nâng nỡ đà xa băng. Hồi chuông tiếng mõ ngàn theo gió, tiếng ai xa gọi là tiếng than từ cõi lòng. Em suốt đau quý là gửi đời nơi cửa Phật. Mong người xưa đừng nhắc lại chuyện hôm nào. Thôi nay đành dính biệt người tôi yêu. Là lâu rộng dính biệt người làng yêu. Bên đò xưa không còn ai đưa nữa. Đẹp mất Lan rồi ta đành mất nhau rồi. Kêu không đúng tên ta không ngừng rồi. Kiều anh à, trời ơi khó tính vui vậy. Khó tính gì, tự nhiên tôi hát rồi cái ông xong cái ông đổi tên tôi xin xin cái. Tại vui quá hè. Vui gì, ông chuyên môn mà. Tự nhiên ba má ta còn không đổi tên đi, ông đổi tên. Ôi vui quá, thông cảm đi. Cảm đi tụi nó nghe. Tại vì tôi thấy lâu lâu kết hợp chút hài, chút cải lương, chút tân nhạc, rồi quậy quậy cho vui thôi à. Để cho phục vụ khán giả thôi chứ tôi không có lấy ông được. Ê trời trời trời. Kỳ cha nội, hứa rồi mà. Hứa cái gì, nãy anh nghe rồi đó, lúc đầu tôi mới giới thiệu về thân thế của tôi mấy chục đứa con á. Nhóm anh theo tôi, anh nuôi nó nổi không mà bày đặt đòi lấy tôi. Ủa em có chồng hồi nào mà con nhiều dữ vậy? Tôi không có chồng, ông ơi, từ nhỏ tôi lớn tôi mồ côi cho nên tôi thương mấy đứa mồ côi lắm. Con của tôi giờ mấy chục đứa luôn rồi. Tôi đi hát khắp nơi, tôi đi làm mọi việc, tôi để dành tiền tôi nuôi tụi nó không à. Rồi anh, nếu anh thương tôi rồi anh có nên lo cho tụi nó nuôi tụi nó phụ tôi không? Anh lo tiếp cho. Thôi đừng có xạo, trời ơi mấy quỷ nào mà mới cua mình nó đều hứa hết trơn. Mấy quỷ kia kìa, trời ơi hứa, anh nuôi tiếp cho, anh nuôi tiếp cho. Trời ơi em vừa mới đi chợ, ở nhà nó soạn kéo nè, soạn dao nè, soạn thớt, chút xíu nó lấy nội tạng con em qua Trung Quốc nó bán hết trơn rồi. Ôi trời, cha nội nào mà hát dữ vậy? Nó mặt nó giống y chang ông vậy đó. Đâu có đâu, anh hiền lắm. Thôi tôi không tin đâu. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, bây giờ anh hứa anh là nó yêu tôi đúng không? À. Thì yêu tôi bây giờ từ từ đi. Bây giờ trước mắt là đi theo tôi lo cho mấy đứa đó đi. Xong tôi thấy thành ý của anh, xong rồi 30 năm nữa cái tôi về tôi gặp khán giả đi, tôi hỏi từng người người ta cho tôi lấy anh tôi lấy liền, có 30 năm chứ mấy. 30 năm. Cô làm được gì nữa không? Sao không được, ít nhất còn hai cái núi cạp đỡ hiền. Mình cố gắng giữ nú, mình được răng cứ rụng kệ nó đi, cố gắng bọc cái nú để giữ, hiểu không? Thôi, cái gì mà nhột chứ vậy? Phải làm vậy mới được, ông dám không? Chịu luôn chứ sao vậy? Nhớ nha, ừ. Ông đi về ông lo phụ mấy đứa đó trước nha. Đúng rồi. Tình yêu tính sao đúng không? Ừ. Thật là người đàn ông cao cả. Đúng rồi. Trước khi đi chào quý vị cái được không? Đúng rồi. Kim Ngân và Dương Sinh Đinh Đình xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay quý vị. Mong là tiết mục này sẽ đem đến tất cả may mắn cho quý vị trong năm nay. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công.